Cẩm Tú và Minh Lam kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, hôm nay là Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ là một ngày kỷ niệm, đó là ngày mà tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước mạnh mẽ nhất được thể hiện, khi cả dân tộc cùng chung tay chung sức đứng lên giành lại quyền tự quyết cho chính mình. Ý nghĩa của ngày Quốc khánh vượt ra ngoài biên giới của một sự kiện lịch sử, là ngọn lửa thắp sáng trong mỗi trái tim Việt Nam, tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông và thúc đẩy thế hệ trẻ hôm nay vững bước trên con đường phát triển đất nước. Và những thông tin về các hoạt động hướng về Quốc khánh sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình thời sự tối nay. Quốc khánh 2 tháng 9, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Người trẻ lan tỏa tình yêu dân tộc. Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh kết nạp 5 đảng viên dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thưa quý vị, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do dân tộc không gì có thể đo đếm được. Nhưng chắc chắn đó là tinh thần bất diệt mà khi nhắc đến, chúng ta luôn tự hào. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để thế hệ trẻ trong cuộc sống hôm nay thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh của lớp người đi trước và nhận rõ hơn trách nhiệm kế thừa. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Giây phút cờ Tổ quốc tung bay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khẳng định chủ quyền độc lập tự do của đất nước là thời khắc quan trọng đã in sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Đất nước hôm nay phát triển, đổi mới, mỗi chúng ta luôn ghi nhớ sự hy sinh, công lao của cha anh. Tôi cảm thấy rất là tự hào về tinh thần dân tộc của đất nước ta. Đây là một cái dịp để cho các bạn trẻ ôn lại về cái sự vẻ vang của dân tộc trong quá trình chiến đấu để gây dựng nền độc lập dân tộc. Là một cái sự kiện mà các bạn trẻ phải nỗ lực học tập để vươn lên trong cuộc sống, góp một phần nhỏ vào cái công cuộc gây dựng độc lập dân tộc của đất nước. Tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với đất nước được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Nhưng chung quy lại, đó là tình yêu và niềm tự hào như suối nguồn chảy mãi trong trái tim của mỗi người. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để mỗi chúng ta nhận thức rõ giá trị bản thân, trân trọng quá khứ, nhìn về tương lai, nguyện đem trí tuệ và sức trẻ để viết tiếp những trang sử hào hùng của Tổ quốc. Đối với em đã là người Việt Nam thì ngày 2 tháng 9 mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại không thể nào quên. Và đây cũng là lúc mà những người con Việt Nam trên mọi miền đất nước cho dù ở đâu thì cũng cùng tưởng nhớ về những anh hùng đã hy sinh vì nước, vì dân. Đặc biệt hơn hết là cảm thấy vô cùng biết ơn Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hơn nữa là em cảm thấy vô cùng khâm phục và có cảm xúc vô cùng tự hào. Chính vì vậy em nhận thức được rằng là mình phải luôn cố gắng phấn đấu để mà phát triển đất nước thật là giàu mạnh. Và tuổi trẻ phường 3 của chúng tôi sẽ không ngừng học tập và làm theo tấm gương của ông cha ta, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh hơn. Thì tôi rất là tự hào về truyền thống quê hương của mình. Đó là truyền thống rất là vẻ vang, nó từ cha ông ta truyền lại tới bây giờ, nên là tôi cảm thấy là mình là một công dân Việt Nam thì mình rất là hãnh diện. Thì là một người trẻ thôi, tôi chưa có đủ quá nhiều năng lực, nhưng mà sức mình có bao nhiêu thì tôi sẽ nguyện cống hiến hết, như là tôi sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn để có thể giúp được cho gia đình, cho xã hội. Tây Ninh trong công cuộc xây dựng đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu. Để thành tựu đó được nhân lên và bền vững thì sự đóng góp của người trẻ là một phần quan trọng không thể thiếu. Thế hệ trẻ Tây Ninh đang hướng đến xây dựng giá trị tương lai với tư duy mới và hành động mới, với tinh thần đoàn kết, học tập, cống hiến. Mỗi cá nhân sẽ là một viên gạch hồng, góp sức cùng cha anh xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp.
lấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc làm trung tâm thông qua các hoạt động truyền thông, phủ đỏ các trang mạng xã hội và cả ngoài đời thực, lan tỏa tinh thần dù là ai, dù ở bất cứ nơi nào vẫn sẽ luôn hướng về lá cờ Việt Nam. Những người trẻ đã có cách thể hiện lòng yêu nước một cách sáng tạo, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội với sự hưởng ứng của nhiều người. 5 giờ sáng, tại tòa nhà TNR Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, các bạn trẻ tham gia chiến dịch Ngày Quốc Khánh đã có mặt để ghi hình video nghi lễ chào cờ. Khoảnh khắc thiêng liêng này được lan tỏa và phủ đỏ mạng xã hội TikTok như một cách riêng mà những người trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc. Trước khi mà quay thì mình cảm thấy rất là hào hứng, và sau khi quay xong thì mình cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì cái khoảnh khắc mà mình nhìn lên lá cờ và đặt tay lên ngực, đó là cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất là thiêng liêng và vô cùng là tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Và đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để mọi người thể hiện được tình cảm đó ra và lan tỏa tình cảm đó tới tất cả mọi người. Không chỉ có các nhà sáng tạo nội dung, các người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, mà nhiều cơ quan đoàn thể và các bạn trẻ đã chia sẻ những hình ảnh đẹp, các hoạt động hướng về lá cờ Tổ quốc trong những ngày này. Chiến dịch Ngày Quốc Khánh do Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, đoàn khối các cơ quan trung ương, nền tảng TikTok đồng hành cùng S Channel Network phát động nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Y như không gian thật, nhưng mà lên không gian mạng thì thế giới nhìn thấy ta rõ hơn. Và nếu mà chúng ta phủ kín được cờ Tổ quốc không gian mạng thì thế giới sẽ nhìn thấy một tinh thần Việt Nam. Và vì thế thì chúng ta nhìn sức mạnh Việt Nam. Chiến dịch này thì bọn mình có rất nhiều những dạng video khác nhau. Có những dạng video trending, các bạn có thể là thấy những hình ảnh lá quốc kỳ và đôi khi là quốc ca liên tục trên mạng xã hội. Và bên cạnh đấy thì cũng có những cái video về chia sẻ về câu chuyện lịch sử, chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ, hay là kể cả những cuốn sách về lịch sử hay mà các bạn nên đọc. Hưởng ứng chiến dịch, các đơn vị quản lý các màn hình LED khổng lồ tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Cần Thơ đã triển khai hoạt động trình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc vào khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 9 và lặp lại trong ngày. Thưa quý vị, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, sáng ngày 2 tháng 9 tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, diễn ra lễ kết nạp năm quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự có ông Lê Minh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Bí thư Thành ủy. Theo đó, năm quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng gồm Phạm Thị Yến Nhi, Hồ Thành Long, Nguyễn Duy Khánh, Trần Thị Kim Thoại, Phan Hữu Tiến. Trong đó có 2 dân quân tự vệ, 3 người hoạt động không chuyên trách phường Ninh Thạnh và khu phố. Trong không khí trang nghiêm dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành tốt điều lệ Đảng, tích cực tham gia công tác, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy, chúc mừng các đảng viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhân dịp rất ý nghĩa và trọng đại này. Mong muốn các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, làm tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên. Chuyển sang những thông tin khác, nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tây Ninh định hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Trước mắt, tỉnh sẽ thực hiện phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tập trung kiểm soát nghiêm ngặt đối với nhóm cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có lượng xả thải lớn, hạn chế tiến tới không cấp phép đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu vực tập trung dân cư, các lưu vực sông, khu vực nhạy cảm, vùng ưu tiên cần phải bảo vệ. Đồng thời khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và phát triển đô thị bền vững, phát triển đô thị gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.
Nhằm tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị nông nghiệp, tỉnh Tây Ninh tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số dự án chăn nuôi với quy mô lớn đang được triển khai. Chuỗi chăn nuôi gà của tập đoàn Hùng Nhơn bao gồm dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, 39,5 hectare tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, đã khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2024. Dự án giết mổ gia cầm và chế biến thực phẩm xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng với gần 18 hectare. Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định. Sau dự án nông nghiệp công nghệ cao của công ty cổ phần tập đoàn Hùng Nhơn mới đề xuất, có 3 dự án cơ bản đáp ứng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Theo kế hoạch phân bổ của Thủ tướng Chính phủ tại đề án 338, đến năm 2025, Tây Ninh sẽ xây dựng hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội. Những năm tiếp theo cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội thuộc các dự án nhằm đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh phấn đấu hoàn thành 6.900 căn nhà ở xã hội. Trong đó, hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với phần diện tích còn lại thuộc hai dự án khu đô thị mới đã được chấp thuận nhà đầu tư. Tỉnh cũng triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, nhà ở được cấp thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành, huyện Gò Dầu, các dự án nhà ở xã hội độc lập tại các huyện, khu công nghiệp, khu kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã đề ra trong kế hoạch thực hiện đề án 338 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội sẽ được huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng. Từ gói chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng khác cùng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan vừa có kế hoạch hành động cụ thể về vấn đề này. Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện kết nối thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan lên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính. 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính. 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngành hải quan tỉnh đã đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN để giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, ấn tượng liên hoan văn nghệ cụm thi đua số 8 Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Mexico kêu gọi Mỹ giải quyết căn cơ vấn đề người di cư. Thưa quý vị, trong chuỗi hoạt động tại Hội thao văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, 16 tháng 2 năm 1995, 16 tháng 2 năm 2025, cụm thi đua số 8 đã tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ. Tại đêm diễn vừa qua, đại diện các đơn vị đã cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, đặc biệt là lồng ghép phản ánh các thành tựu qua 30 năm hình thành và phát triển của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đêm liên hoan văn nghệ đã quy tụ hơn 250 diễn viên cổ động viên đến từ 6 đơn vị bảo hiểm xã hội các tỉnh thành Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị trình diễn các tiết mục về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo. Điển hình như các ca khúc Vẫn trọn niềm tin, Đất nước trọn niềm vui, Tổ quốc gọi tên mình. Hôm nay hòa chung với cái không khí 79 năm ngày khai sinh nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Và trong cái niềm vui hân hoan đó thì tôi xin được góp vui cùng với cái chương trình văn nghệ của ngành để hòa chung với cái niềm vui chung của đất nước trong một cái bầu không khí thật là vui tươi, phấn khởi. Xuyên suốt 18 tiết mục, người xem không chỉ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc mà qua những lời ca còn thể hiện niềm tự hào của mỗi thế hệ trẻ ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục tiến bước cùng với cha anh làm tròn sứ mệnh bảo vệ chăm lo sức khỏe toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội của ngành. Về phần đơn ca bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình mang đến liên hoan văn nghệ tiết mục đơn ca là bài hát Lời Bác Sáng Mãi Muôn Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy. Với bài hát này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người, đó là cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội luôn luôn học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc. Ngoài ra, nhiều tiết mục bài hát về ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được lồng ghép phản ánh các hoạt động nghiệp vụ đặc thù như tuyên truyền chính sách, dẫn động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì mục tiêu của ngành bảo hiểm xã hội qua cái hội thi văn nghệ lần này đó, thì nhiều tác phẩm nói về tình yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và nội dung nữa là nói về cái nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội. Qua các tiết mục văn nghệ đã góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tinh thần lao động đầy nhiệt huyết của công chức viên chức ngành bảo hiểm xã hội, từ đó tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các đơn vị trường học tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 vào lúc 7 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2024. Tổ chức lễ khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trường học gồm hai phần. Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức. Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể tuyệt đối an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới. Sau khi kết thúc lễ khai giảng, đến hết tuần, các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo quy định. Tuần chuyên môn thực hiện từ thứ Hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện đúng nội dung trên, báo cáo nhanh tình hình khai giảng và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2024-2025 về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2024. Trong năm học vừa qua, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các trường đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Hiện nay, toàn tỉnh có 133 trường mầm non, mẫu giáo với 96 điểm trường và 115 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, độc lập tư thục. Trong năm học 2024-2025, để phát huy kết quả đã đạt được, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, duy trì thực hiện tốt công tác dạy học 2 buổi một ngày, công tác bán trú, thực hiện tốt chuyên đề đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai ứng dụng công nghệ AR/VR 360 trong việc quảng bá giới thiệu di tích trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động chuyển đổi số, người dùng có thể tham quan trực tuyến ảo địa điểm du lịch nổi tiếng. Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thực hiện chuyển đổi số thí điểm đối với di tích tháp cổ Bình Thạnh. Việc triển khai số hóa bằng công nghệ AR tại di tích tháp cổ Bình Thạnh cung cấp một công cụ mạnh mẽ để giúp bảo tồn và tu sửa di tích, bao gồm lưu trữ mô hình 3D của di tích trong không gian thực tế, các thông tin về kỹ thuật, vật liệu. Qua đó, đơn vị quản lý có cái nhìn trực quan về cấu trúc và hình dạng của di tích, giúp thực hiện các công việc tu sửa một cách chính xác và hiệu quả. Với ứng dụng công nghệ AR, VR 360, người dân và du khách chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có thể khám phá và tìm hiểu di tích dễ dàng hơn, giúp du khách hiểu thông tin chi tiết về di tích tháp cổ Bình Thạnh như lịch sử, kiến trúc, tạo ra trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn. Du khách có thể khám phá di tích tháp Bình Thạnh trước khi đến tham quan trong thực tế.
Trong ngày đầu ra quân, các tổ công tác đặc biệt 369 đã phát hiện nhắc nhở nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong đêm 31 tháng 8, 3 tổ công tác 369 của tỉnh và 9 tổ công tác của các huyện, thị xã, thành phố ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các tổ ra quân đã lập biên bản 8 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực giao thông, răn đe 5 trường hợp nghi vấn trộm cắp tài sản, phát hiện 3 nhóm thanh niên tụ tập. Qua kiểm tra, lập biên bản 3 trường hợp điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, 3 trường hợp dương tính với ma túy. Tiếp theo là phần tin thế giới. Trong thông điệp quốc gia đưa ra ngày 1 tháng 9, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã đề cao mối quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời kêu gọi quốc gia láng giềng có các biện pháp căn cơ để giải quyết vấn đề người di cư, thay vì cho xây tường biên giới hay quân sự hóa biên giới chung giữa hai nước. Mexico cũng rất nỗ lực ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp vào Mỹ, thông qua việc triển khai chương trình hỗ trợ xã hội ở các nước trong khu vực. Ông kêu gọi Washington giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra làn sóng di cư, đồng thời hỗ trợ các quốc gia nghèo ở khu vực Trung Mỹ và Caribe phát triển. Ngày 1 tháng 9, sinh viên luật từ nhiều trường đại học trên khắp Mexico đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ. Đây là sự kiện mới nhất trong làn sóng biểu tình phản đối cải cách tư pháp tại Mexico. Hoạt động biểu tình bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 sau khi một ủy ban tại Quốc hội thông qua kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Tuy nhiên, quá trình thông qua văn kiện này tại Quốc hội được đánh giá sẽ không dễ dàng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2 tháng 9 đã công bố những thông tin mới liên quan tới bê bối rò rỉ bí mật quân sự. Trong đó cho biết đơn vị tình báo của quân đội nước này đã không phải trải qua bất cứ cuộc kiểm tra an ninh nào từ bên ngoài trong 7 năm qua. Thông tin được công bố sau khi tuần trước, một quan chức của Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc bị công tố viên quân sự truy tố vì hành động bán bí mật quân sự lấy tiền. Quan chức này cũng đã thừa nhận hành động của mình và cho biết đã được tình báo nước ngoài tuyển dụng từ năm 2017. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng ngày 2 tháng 9 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã kêu gọi đẩy mạnh các dự án phát triển vùng nông thôn, nhưng phải chú trọng chất lượng hơn tốc độ trong quá trình xây dựng các nhà máy hay là các cơ sở hiện đại. Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp cấp cao ngày 31 tháng 8 để thảo luận về việc thực thi chính sách phát triển vùng 20 tháng 10. Trong đó đặt mục tiêu sẽ xây dựng các cơ sở hiện đại tại 20 vùng kém phát triển trong 10 năm tới. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh cần phải đảm bảo hiệu quả xây dựng các công trình trên cơ sở, ưu tiên chất lượng hơn là tốc độ, đồng thời đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn để thoát cảnh là nước nông nghiệp nhưng vẫn thiếu lương thực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.